Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị gia hạn kỳ hạn trái phiếu thêm 1 năm. Nâng cao hiệu quả xử lý tài sản bảo đảm có ý nghĩa quan trọng trong công tác thu hồi nợ xấu. Pháp Đức kêu gọi đánh thuế công ty đa quốc gia. Kính chào quý vị. Quý vị vừa điểm qua một số tin tức nổi bật sẽ được đề cập trong bản tin tài chính thị trường hôm nay. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về những vướng mắc trong thực hiện các dự án bất động sản ở Thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất các giải pháp. Về các giải pháp cho thị trường trái phiếu đang là gánh nặng đối với các doanh nghiệp bất động sản khi thị trường giảm tốc, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét sửa đổi bổ sung Nghị định 65 theo hướng quy định chặt chẽ để đảm bảo nâng cao năng lực của doanh nghiệp phát hành trái phiếu, đơn vị tư vấn đánh giá tín nhiệm, đơn vị tư vấn phát hành trái phiếu. Hiệp hội cũng đề nghị Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép gia hạn kỳ hạn của trái phiếu thêm 1 năm để giảm áp lực và tăng niềm tin cho thị trường trái phiếu. Liên quan đến các giải pháp về tín dụng, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước xem xét nới trần tín dụng khoảng 1% để có thêm nguồn vốn tín dụng khoảng 100.000 tỷ đồng để hỗ trợ cho nền kinh tế trong giai đoạn cao điểm cuối năm 2022. Trong đó, lĩnh vực bất động sản hấp thụ khoảng 20% nguồn vốn tín dụng. Thị trường bán lẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào cao điểm mua sắm cuối năm. Năm nay, thị trường càng hứa hẹn sôi động hơn khi có thêm nhiều cú hích từ việc Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chương trình khuyến mãi khủng Shopping Season đợt 2 năm 2022 cùng các sự kiện Black Friday, Online Friday. Khuyến mãi lớn giảm giá sâu nhưng phải đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa là những yêu cầu đặt ra cho mùa mua sắm lớn nhất năm nay. Những ngày này, các trung tâm thương mại lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh tấp nập khách đến săn hàng giảm giá. Như trung tâm thương mại này với gần 3.000 gian hàng cùng các khu mua sắm tập trung, mức giảm giá từ 50 đến 90% đủ loại từ các thương hiệu đình đám đến phân khúc hàng trung cấp, hàng bình dân, không lúc nào ngớt khách. Giảm 50% trở lên cũng nhiều, mua sắm cũng thỏa thích lắm, cho nên mới mua được nhiều vậy chứ mà nếu mà không có giảm giá thỏa đáng thì chắc chắn cũng không mua nhiều đâu. Mùa mua sắm cuối năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh với mức giá giảm sâu chưa từng có, nhằm đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, kích thích doanh thu, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Chương trình Shopping Season đang được thành phố triển khai, thậm chí cho khuyến mãi tối đa lên đến 100%. Chiêu khuyến mãi khủng vừa để kích thích sức mua, vừa là chia sẻ với người tiêu dùng trong giai đoạn phục hồi kinh tế sau dịch. Chúng tôi triển khai nhiều chương trình ưu đãi đến 90%, kèm giải thưởng quà tặng. Cùng với chương trình Shopping Season của thành phố, Black Friday năm nay sẽ mang lại hiệu ứng mạnh cho khách hàng. Ước tính doanh thu tăng ít nhất 10% so với trước dịch Covid-19. Để người tiêu dùng an tâm, không còn tâm lý hàng khuyến mãi giảm giá là hàng kém chất lượng, hàng thứ cấp, sắp hết hạn. Cũng như ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trà trộn, ngành công thương Thành phố Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp, nhà phân phối đều đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm soát chất lượng hàng hóa, dịch vụ. Khách hàng cũng được kêu gọi là người tiêu dùng thông minh trong việc mua sắm để chung tay ngăn chặn hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng. Chúng tôi trang trí các khu vực mua sắm để tăng thêm không khí, đặc biệt là lựa chọn và đánh giá rất nghiêm ngặt các gian hàng, mang lại trải nghiệm mua sắm tốt nhất với hàng hóa được đảm bảo chất lượng. Yêu cầu doanh nghiệp có đăng ký và công khai. Thanh tra Sở Công Thương và Quản lý Thị trường sẽ phối hợp tiến hành kiểm tra. Nhưng quan trọng hơn hết, người tiêu dùng sẽ chọn lựa những sản phẩm có uy tín, có thương hiệu và có cái cam kết của doanh nghiệp. Dự kiến đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022, có khoảng 7.500 chương trình khuyến mãi được tung ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Khuyến mãi lớn, giảm giá sâu cùng với nguồn hàng được đảm bảo chất lượng uy tín, hứa hẹn tạo ra sự bùng nổ cho mùa mua sắm lớn nhất năm. Xử lý tài sản bảo đảm thông qua thi hành án được thực hiện hiệu quả có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác thu hồi nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Nội dung này được đưa ra tại hội thảo về nâng cao hiệu quả xử lý tài sản bảo đảm của các tổ chức tín dụng thông qua thi hành án dân sự do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Thực tế cho thấy bên cạnh kết quả đạt được, công tác thi hành án dân sự đối với hoạt động ngân hàng còn tồn tại rất nhiều bất cập, chưa đảm bảo quyền của chủ nợ có bảo đảm, gây rủi ro cho bên nhận bảo đảm, tức là các tổ chức tín dụng. Nguyên nhân chủ yếu là do quy định pháp luật thi hành án và pháp luật liên quan chưa đồng bộ, thiếu cụ thể,
quá trình áp dụng pháp luật của cơ quan thi hành án, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ngân hàng. Sự phối hợp của các cơ quan có liên quan trong hoạt động thi hành án sự có lúc, có nơi còn chưa tích cực, chưa thường xuyên và kịp thời. Điển hình như là tòa án vẫn còn tình trạng là chưa kịp thời đính chính giải thích bản án và trả lời các kiến nghị của cơ quan thi hành án dân sự theo thẩm quyền. Sự phối hợp của cơ quan công an trong việc hỗ trợ bảo vệ cưỡng chế thi hành án có lúc có nơi còn chưa thực sự hiệu quả kịp thời. Để công tác xử lý tài sản đảm bảo, thu hồi nợ xấu của ngành ngân hàng đạt hiệu quả cao hơn, nhất là công tác xử lý tài sản đảm bảo thông qua thi hành án, ngoài việc hoàn thiện thể chế, rất cần sự phối hợp đồng bộ của các bộ, ngành và các cơ quan có liên quan. Tại hội thảo, trên cơ sở phản ánh của các tổ chức tín dụng, hội viên, Hiệp hội Ngân hàng đã tổng hợp các vướng mắc để gửi đến các cơ quan liên quan, đồng thời đề nghị các cơ quan có thẩm quyền cần có hướng dẫn cụ thể để hạn chế những bất cập có thể xảy ra và việc áp dụng pháp luật được thực hiện hiệu quả, chất lượng hơn. Những thông tin về giá cả hàng hóa, tài chính, tiền tệ sẽ được cập nhật qua cụm tin vắn sau đây. Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản mới đây đã công bố chính thức trên trang web của chính phủ nước này về việc quả nhãn tươi Việt Nam được phép nhập khẩu vào Nhật Bản. Hiện nay, đoàn chuyên gia của Nhật cũng đang có mặt tại Việt Nam kiểm tra những khâu cuối cùng trước khi xuất khẩu. Như vậy, nhãn là loại trái cây tươi thứ tư của Việt Nam sẽ được xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản sau thanh long, xoài cát chu và vải. Hiệp hội Sản xuất ô tô Đông Nam Á AAF mới đây đã công bố số liệu thị trường ô tô trong khu vực 10 tháng đầu năm 2022. Trong 7 quốc gia được AAF theo dõi, Indonesia và Thái Lan là những thị trường dẫn đầu về số lượng ô tô được tiêu thụ. Xét trên tiêu chí doanh số, trong 10 tháng đầu năm 2022, thị trường Việt Nam đứng thứ tư đạt mức tăng trưởng 52,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số các quốc gia được AAF thống kê, Việt Nam là thị trường tăng trưởng cao nhất. Thời gian qua, cùng với vấn đề trái phiếu doanh nghiệp, khó khăn trên thị trường bất động sản, những tin đồn, tin tiêu cực trên thị trường tài chính cũng tác động lớn đến niềm tin của người dân, ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu và hoạt động ngân hàng. Do đó, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam mới đây đã kêu gọi sự đồng thuận hợp tác giữa các tổ chức hội viên, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, giúp đảm bảo tính thanh khoản của từng ngân hàng nói riêng và đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng nói chung, tiếp tục duy trì và tăng trưởng tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế. Thưa quý vị, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN vừa gia hạn hiệu lực bản ghi nhớ về thực thi các biện pháp phi thuế quan đối với hàng hóa thiết yếu tới ngày 30 tháng 11 năm 2024. Đây là văn kiện được gia hạn theo kế hoạch hành động Hà Nội về tăng cường hợp tác kinh tế ASEAN và kết nối chuỗi cung ứng nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19 được ký kết hồi năm 2020. Thỏa thuận trên gồm tổng cộng 351 dòng thuế đối với các mặt hàng thiết yếu, bao gồm các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm và hàng hóa liên quan đến sản xuất và phân phối vaccine. Danh sách này được xây dựng dựa trên các khuyến nghị của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Việc gia hạn thỏa thuận rất quan trọng đối với việc duy trì chuỗi cung ứng linh hoạt để hỗ trợ khu vực tư nhân, tăng cường hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi cho dòng chảy hàng hóa thiết yếu lưu thông, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định của ASEAN về tiêu chuẩn an toàn và chất lượng liên quan trong và sau đại dịch COVID-19. Pháp và Đức đã kêu gọi thực hiện áp thuế tối thiểu đối với các công ty đa quốc gia ở cấp độ toàn Liên minh châu Âu EU. Nội dung này nằm trong tuyên bố chung giữa Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Pháp Bruno Le Maire và người đồng cấp Đức Christian Lindner đang ở thăm Pháp. Trong tuyên bố chung, Pháp và Đức đã thể hiện quyết tâm đảm bảo công bằng trong vấn đề thuế quan để buộc các công ty phải chi trả một cách tương xứng. Hai bộ trưởng cho biết, hai nước có chung quan điểm rằng khuôn khổ tài chính chung của EU cần đóng vai trò quan trọng trong việc giúp xây dựng lại vùng đệm tài chính tại châu Âu. Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh, hai nước sẽ tiếp tục cùng nhau nỗ lực để khai thác hết các tiềm năng tăng trưởng của EU, qua đó tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế và giảm khí thải CO2. Quan hệ Pháp-Đức gần đây bị ảnh hưởng vì những bất đồng từ chính sách năng lượng đến việc mua sắm quốc phòng và các biện pháp chống lạm phát. Do đó, chuyến thăm tới Pháp của Bộ trưởng Lindner nằm trong nỗ lực củng cố quan hệ song phương trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz dự kiến vào đầu năm tới. Vừa rồi là bản tin tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.